Nếu như phong trào dù vàng phản đối kế hoạch cải cách bầu cử đặc khu trưởng Hồng Kông vào 5 năm trước đây thất bại do thiếu kế hoạch phối hợp, thì cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ mới đây ở Hồng Kông đã thay đổi, sử dụng chiến thuật phi tập trung hóa và không có người lãnh đạo. Họ đeo khẩu trang, biến áo phông thành khăn trùm đầu, đeo kính bảo hộ và găng tay. Chỉ cần ai đó trong đám đông hô hào thì ngay lập tức những người biểu tình đồng loạt tiến về phía cảnh sát, đếm nhịp 1212 đồng điệu. Mặc dù không quen biết nhau nhưng tinh thần tương thân tương ái giữa họ hiện lên rất rõ. Đám đông hô đồng thanh và động tác tay hài hòa, vỗ tay vào đầu nếu cần đón bảo hiểm, nắm tay lại, đưa lên mắt nếu cần kính bảo vệ. Nếu thật sự không có người lãnh đạo, điều biểu tình ở Hồng Kông có được tổ chức thuần thục như đã có kinh nghiệm diễn tập từ lâu như vậy hay không? Không giống như trước đây, những người biểu tình cố tình tránh xa máy ảnh, họ liên tục nhắc nhở nhau đeo khẩu trang và tránh tiết lộ danh tính khi bị phỏng vấn. Đám đông tỏ ra rất cố gắng và tận tụy trong cuộc biểu tình. Nếu như không có kẻ cầm đầu đứng sau nhắc nhở khuyến cáo thì sao họ có thể cẩn trọng như vậy? Đáng bàn hơn nữa, người biểu tình không chỉ nhận thông tin từ tờ rơi mà còn từ các trang mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, các kênh trò chuyện, bỏ phiếu thông qua Internet để đi đến quyết định hành động. Một diễn đàn trực tuyến thu hút đông đảo người tham gia là LASKZ, phiên bản Reddit của người Hồng Kông, nơi những người hùng ẩn danh đưa lên những ý tưởng về biểu tình đồng thời lôi kéo người lớn tuổi tham gia. Rõ ràng đã có sự suy tính để hoạt động kêu gọi biểu tình diễn ra trót lọt mà không vấp phải sự ngăn cản nào. Vậy thì biểu tình ở Hồng Kông có thật sự vắng kẻ cầm đầu? Nhiều khả năng kẻ cầm đầu đã ngụy trang đứng sau, bày binh bố trận, tung ra thủ đoạn, điều khiển người biểu tình gây áp lực và khó khăn cho lực lượng chức năng. Người Hồng Kông biểu tình có thể vì mục tiêu tích cực nhưng vô tình bị lợi dụng, thậm chí chính bản thân họ cũng không biết mình đang là con rối của thế lực ngầm nào đó đứng sau mượn đau giết người. Chúng lợi dụng sự bức xúc, phản đối dự luật dẫn độ của người dân để che đậy âm mưu chống phá từ bên trong. Thật nguy hiểm nếu như lực lượng an ninh không can thiệp được vào mạng ứng dụng công nghệ trên, ngăn chặn đám đông lợi dụng không gian mạng nhằm phục vụ cho mưu đồ chính trị đen tối. Ngay sau vụ biểu tình ở Hồng Kông, trang tin phản động RFA và VOA tiếng Việt đã có bài viết sử dụng ứng dụng kỹ thuật bảo mật để huy động biểu tình và Hồng Kông biểu tình với chiến thuật mới, không có lãnh đạo. Nếu người dân mình không có sự cảnh giác và tỉnh táo thì rất dễ bị những luận điệu đó trong bài viết dẫn dắt suy nghĩ sai lệch trở thành một cua cờ sử dụng các ứng dụng bảo mật để hô hào, kêu gọi biểu tình mà thực chất là kích động bạo lực cho phá chính quyền, thậm chí làm tổn thương chính mình như vụ biểu tình ở Hồng Kông. Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ cuộc biểu tình phản đối nhà máy Formosa xả thải ra môi trường, vụ Trung Quốc đặt giàn khoan HI-981 trên Biển Đông, hay như vụ bạo loạn ngày 10 tháng 6 năm 2018. Bên cạnh thủ đoạn viết bài, làm video tung trên mạng xã hội, thì những kẻ mưu đồ chính trị còn sử dụng đồng tiền có mệnh giá 1.000, 2.000, 5.000 đồng, chứa nội dung sai lệch nhằm dụ dỗ người dân tham gia biểu tình bạo loạn chống đối chính quyền. Đâu đó cũng manh nha việc sử dụng các phần mềm bảo mật để trò chuyện, lôi kéo, kích động lòng dân. Vì vậy, người dân yêu nước, có tri thức thì càng phải tỉnh táo hơn bao giờ hết, tránh bị chiêu trò của kẻ xấu chắc mũi.